Khoảng 11 giờ trưa ngày 7 tháng 5 năm 2024, một cô gái điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về thành phố Thủ Đức. Khi đến bên hông cầu vượt Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì bất ngờ trụ đèn chiếu sáng từ trên cầu rơi xuống đập trúng. Vụ việc khiến cô gái bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhiều người khác may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, trụ đèn dài khoảng 7 mét nằm đè trên xe máy, nhiều mảnh vỡ xe máy bị văng trên mặt đường. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ. Ngày 7 tháng 5 năm 2024, mạng xã hội chia sẻ thông tin tìm kiếm người bỏ quên nhiều miếng vàng ở một cửa hàng không đồng chuyên quyên góp đồ cũ. Anh Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Thảo Điền, đơn vị phụ trách cửa hàng không đồng nói trên, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay, lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 4, một thanh niên đội mũ đến cửa hàng quyên góp đồ cũ. Lúc tình nguyện viên hỏi tên và địa chỉ, thì người này nói chuyện nhỏ nên không để lại thông tin. Khi tình nguyện viên soạn đồ, trưng bày lên kệ thì phát hiện, trong túi quần áo cũ khi nãy có 3 miếng kim loại, 2 chiếc nhẫn nghi là vàng và một giấy biên nhận mua bán của tiệm vàng, thời điểm năm 2006. Ngoài ra còn có ghi ký hiệu vàng SJC và 4 số 9, tổng hơn 1 cây vàng, trị giá hơn 100 triệu đồng nếu là vàng thật. Anh Hùng sau đó đến cơ quan chức năng trình báo, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội. Ngày 7 tháng 5 năm 2024, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Đặng Thanh Bình, 15 tuổi, quận Liên Chiểu và Phan Văn Điệu, 17 tuổi, huyện Hòa Vang về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, em Bi, 17 tuổi, đang điều khiển xe máy trên con đường nhỏ thì bị hai người đi xe máy SH màu trắng chặn lại. Hai đối tượng này đã dùng dao chém nhiều nhát vào người em Bi để cướp tài sản. Do nạn nhân ra sức truy hô nên cả hai chạy trốn khỏi hiện trường, dù chưa chiếm đoạt được tài sản gì. Khoảng 15 phút sau đó, chị A, 19 tuổi, đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài thì bất ngờ bị hai thanh thiếu niên trên chặn lại và dùng dao hù dọa, đòi đưa tiền và điện thoại. Khi chị A và người dân phát hiện truy hô, một trong hai đối tượng đã cầm dao chém vào tay chị A rồi bỏ chạy. Chị A bị gãy xương trụ tay phải và một vết thương dài trên tay. Đến 22 giờ cùng ngày 27 tháng 4, bà Ti, 50 tuổi, đang điều khiển xe máy đi từ đường Đàm Quang Trung đến Nguyễn Tất Thành nối dài cũng bị hai đối tượng áp sát và giật lấy túi xách, trong túi có 1,9 triệu đồng, một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu triển khai 5 tổ công tác triển khai xác minh. Ngay sau đó, Công an xác định thủ phạm là Bình và Điệu. Cả hai đã nghỉ học từ sớm, có nhiều năm hút cỏ Mỹ. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 7 tháng 5 năm 2024, người dân đi qua khu vực cổng sau Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ven Hồ Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, thì phát hiện một phần thi thể nổi dưới hồ. Ngay sau đó, người dân báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường trục vớt thi thể lên bờ. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Láng Thượng xác nhận, nạn nhân là nữ sinh viên một trường đại học, sinh năm 2003, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân đeo ba lô, bên trong có nhiều gạch. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Láng Thượng, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó nhiều giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Sau một tuần nghị án, chiều qua ngày 6 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trương Tấn Hưng, sinh năm 2002, ngụ xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Trần Văn Côi, 57 tuổi, ngụ xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, không có mâu thuẫn gì với bị cáo trước đó. Theo cáo trạng, vào tối ngày 26 tháng 2 năm 2023, sau khi nhậu xong, Hưng đến khu vực tổ 2, ấp Chuồng Vít, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, thì thấy nhiều người đang chơi bầu cua thì ghé lại vào xem. Lúc này có người nhắc nhở, nhậu say rồi về nhà ngủ đi, Hưng nghe được nên tức giận, liền chạy qua nhà phía đối diện lấy một cây kéo, rồi quay lại thì mọi người đứng lên bỏ chạy, Hưng cầm kéo trượt theo nhưng không đánh được ai. Lúc này Hưng nhìn thấy ông Trần Văn Côi đang đứng gần nơi chơi bầu cua, nên tiến đến bất ngờ dùng kéo đâm hai nhát vào người ông Côi, khiến ông tử vong. Sau khi gây án, Hưng vứt bỏ cây kéo và lên xe chạy đi, sau đó đến công an xã Gành Dầu đầu thú. Tối ngày 6 tháng 5 năm 2024, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Đức rơi lầu chung cư tử vong. Gần 15 giờ chiều cùng ngày, người dân sống tại chung cư trên đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức nghe tiếng động mạnh ở ban công tầng 3 của tòa nhà. Khi chạy ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm chết, nghi bị rơi từ tầng cao xuống nên nhanh chóng trình báo.
Nhận thông tin, Công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Anh Quốc, 47 tuổi, sống cùng vợ con trên tầng 14 của tòa nhà này. Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mình ông Quốc ở nhà. Một nguồn tin cho hay ông Quốc là phó giám đốc trung tâm chính trị thành phố Thủ Đức. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thành ủy thành phố Thủ Đức cũng đã tới hiện trường để điều tra vụ việc. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.